Bà Hà Thị Phương bàng hoàng khi được tin chồng là ông Trần Văn Thoan, sinh năm 1957, trú tại xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình tử vong do bị điện giật tại ruộng lúa của gia đình ông Nguyễn Văn Duẩn, sinh năm 1965. Ngay sau khi ông Thoan tử vong, nhận ra hành vi của mình là trái pháp luật, ông Duẩn ra đầu thú trước cơ quan công an. Ông Duẩn khai do ruộng của gia đình thường xuyên bị chuột phá hoại nên từ 3 tháng nay, ông dùng bẫy chuột ngăn chặn. Ông mua các dụng cụ như bình ắc quy, bộ kích điện, dây thép mang ra ruộng đặt bẫy điện. Khi đấu nối dây điện xong, về nhà ăn cơm. Đến tối quay lại, phát hiện ông Thoan tử vong khi trên tay còn cầm sợi dây điện đứt.